phải và xa phi. Nguyễn Đức Hải, đá chính xác của Nguyễn Đức Hải, đội trưởng đội tuyển quốc gia Việt Nam. Một sự giải tỏa. Và ông Park Hang-seo đã được đền đáp khi lựa chọn cầu thủ áo số 3 thực hiện quả đá đầu tiên. Đội trưởng của chúng ta đã thắng đội trưởng của Jordan trong màn tranh tài đầu tiên này. Trước cầu thủ môn đã 36 tuổi, dạn dày kinh nghiệm. Đá thành công Việt Nam. Nó mang đến một sự giải tỏa rất lớn dành cho các cầu thủ của chúng ta và đồng thời đặt đối phương vào một tình thế có thể nói là căng thẳng. Đội bóng chọn người có thể nói là quả tốt nhất của mình là ba ha để đối mặt với Đặng Văn Lâm. Đặng Văn Lâm 1m88 và ba ha cú sút tốt của cầu thủ đối phương. Một lần nữa chúng ta vươn lên dẫn trước đội bạn. Cả hai cú đá của Quế Ngọc Hải và Đỗ Hùng Dũng đều rất tự tin và đạt được sự chính xác đến mức tối đa. Và niềm hy vọng tiếp theo là Đặng Văn Lâm khi anh đối mặt với số 9 thủ vào sân hai người của đội bạn Baha Seif. Cú đá của Baha. Hoan hô Đặng Văn Lâm và bóng vừa chạm vào sân hàng của đội tuyển Việt Nam.
số luân lưu bây giờ là 3-2. Bóng của chúng ta vẫn đang có ưu thế. Bùi Tiến Dũng sẽ là người thực hiện quả đá tiếp theo cho đội tuyển quốc gia Việt Nam. Cách đây đúng 1 năm thì Bùi Tiến Dũng đã là người thực hiện quả đá quyết định.